nha, năm rồi nha, năm rồi nha, năm rồi nha, năm rồi nha. Đây này, con nấc, đây là con nấc rất to này, khả năng là vào khoảng một tháng rồi cái này mới to như thế này. Eo ơi, sợ. Cháu bé 6 tuổi. Cái này phải một tháng nó mới to như được như này. Sợ không? Có sợ không? Sợ không? Lần sau có được đi uống nước suối nữa không? Lần sau có uống nước suối nữa không? Sao chả có chịu, cái này nó cũng chỉ buồn, xong rồi hôm nào nó cũng chảy máu đúng không? Có biết tiếng biết nhà đi học lớp 1 rồi, cháu đi học lớp 1 rồi đây. Sau đừng uống nước suối nữa nhá.